Phải nói một ngày hôm nay là rất là xui xẻo. Các bạn biết đây là cái hôm qua, cái đợt cái video trước mình có quay cho các bạn coi về cái con máy này ha, nó trong quá trình hoạt động gì đó, cái chương trình mà trong cái video mà chia sẻ những cái từng bước để mà loại trừ cái nguyên nhân gây mờ bản. Thì sáng qua chạy thì tự nhiên cái nó báo hai cái sọc rồi nè, đây nó báo hai cái sọc rồi nha. Nhưng mà theo mình làm hồi xưa giờ, các bạn biết là đối với cái tình trạng mà nguyên nhân về cái rum này thì nó không thể nào nó hư hư như thế được. Không có thà ví dụ cái rum nó bị mòn ở đầu hai đầu thì nó có, nhưng mà cái rum mà nó bị xước ở giữa thì hầu như là không có ha, hầu như là không có. Nó chỉ có trường hợp ví dụ như khi mà cái bạn chạy lâu quá, cái rum lâu quá, cái cò rum nó bị mòn, nó bị xước hai cái đường. Nó không phải xước hai đường mà nó sẽ khi vô ra nó sẽ thấy hai cái đường đường sậm màu ở giữa, hai sậm màu ở giữa tờ giấy. Thì đó là các bạn suy nghĩ tới là do cái cò của bạn bị mòn, các bạn có thể thay cò. Tuy nhiên là khi mà mình phô ra thì mình thấy nó không có lý do gì, mình xưởng đâu là nó bị xước về những cái vấn đề gì ở trong cái bộ beo hay là cái gì đó. Nhưng mà khi mà mở rum ra, các bạn mình phải thay cái kiểm tra cái bộ rum thì mình biết đó là chắc chắn sẽ rum rồi, nhưng mà phải kiểm tra cái bộ rum á, thì mình thấy là nó bị xước ở giữa, nó bị xước ở giữa. Mà cái nguyên nhân mình thấy đúng là vô cùng, mình thấy là đầu tiên mới gặp, tức là các bạn biết không rồi. À, cái chổi lao mà để nó lao, nó đánh mực trên rum á, là nó bị đóng, cái mực nó lại bị đóng cứng ở một bộ phận ở giữa. Và trong quá trình chạy á, thì nó bị nó quét cái rum á, thì nó gây xước. Thì mới đầu thì mình thấy nó xước nhẹ thôi, mới đầu mình thấy xước nhẹ, nhưng mà mình cũng hơi y nên là khi mình để nặng ấy là nó bị tình trạng vậy luôn. Và cũng mới đặt đồ cho anh Hiếu về để mình sửa. Phải nói là một ngày rất là xui xẻo, một ngày phải nói rất là xui xẻo. Còn mới sáng lên là có bị cái ổ cứng nữa, à nó bị ổ cứng, nó bị chập chờn nữa, mình không hiểu ha. Thì nên á, nên mình nghĩ là các bạn mà khi các bạn mới vào trong cái ngành nghề photo thì các bạn sẽ biết là chắc chắn các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như thế này, nhưng mà các bạn phải từ từ, các bạn sẽ xử lý cho mình. À, nên là trong quá trình các bạn mở tiệm thì mình khuyên các bạn là làm gì làm cố gắng, chúng ta cần phải tự học hỏi và sửa chữa. Mục đích là khi mà máy nó gặp trục trặc, hoặc là các bạn chạy một cái tờ giấy ra, thì các bạn sẽ nhận định được là nó bị hư ở bộ phận nào, rồi các bạn lúc khi đó các bạn tháo ra, các bạn kiểm tra và các bạn đặt hàng về, các bạn thay, thì nó sẽ dễ dàng cho công việc của bạn hơn. Khi mà các bạn không biết, mà các bạn không biết sửa máy, mà các bạn mở ra tiệm photo thì nó có những yếu tố, ví dụ như là khi mà máy hư, ví dụ máy trục trặc, thì các bạn sẽ không biết cái bộ phận nào nó hư, thì các bạn phải gọi thợ. Mà gọi thợ thì nó sẽ không có tới liền cho tất cả các bạn, mà gọi thợ nó phải chờ một thời gian, có thời gian nó mới tới được. Và sau khi tới, nếu mà thợ mà nó nhận định được cái chỗ đó nó hư thì đem đồ tới luôn cho mình. Còn nếu không á, thì thợ tới kiểm tra xong rồi thợ phải đầu quay về lại lấy đồ, sẽ tốn thời một thời gian. Có khi các bạn biết, nếu mà các bạn không biết tự xoay sở, có thể là trong một ngày hai ngày các bạn không làm được, chưa sửa xong cái máy, phải nhờ tới thợ. Nên do đó là nếu mà tất cả các bạn mà xem theo dõi cái kênh của mình, hoặc là những cái kênh của anh chị nào khác cũng làm về chủ đề này, chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là những cái hỏng hóc của máy ô tô và cách khắc phục, thì các anh chị nên làm theo và học hỏi, với tự mình vào sửa chữa, và chúng ta sẽ từ từ có kinh nghiệm, chúng ta sẽ làm. Tại vì cái máy ô tô nó là một cái hệ thống cơ liên hợp, một hệ thống cơ liên hợp. Thì nó chia ra những cái bộ phận như các bạn đã biết rồi ha, bao gồm bộ phận bắt đầu từ bộ phận sấy, bộ phận đảo hai mặt, bộ phận mực, bộ phận từ và bộ phận rum. Thì nó sẽ làm liên hợp như vậy, thì nó sẽ chạy dựa theo tất cả nhông, các dây của ro, dây cáp. Thì khi đó trong quá trình chạy thì chắc chắn nó sẽ bị hư, bị mòn thôi, đúng không? Bị nhựa, mà nhựa cắn với nhau thì chắc chắn nó sẽ bị mòn rồi, do đó thì lâu ngày nó cũng sẽ hư. Do đó chúng ta sẽ biết được, ví dụ như trong quá trình chạy máy, các bạn biết cái tiếng máy nó kêu là các bạn biết kêu ở bộ phận nào. Giống như là các bạn khi mà chạy máy, khi mà cái máy báo hết giấy nó sẽ kêu khác, và cái máy nó báo lỗi nó sẽ kêu khác. Do đó khi mà các bạn vừa làm, các bạn cũng phải biết nghe những cái tiếng động của máy. Rồi thứ hai nữa là biết những cái vị trí của cái máy nó bị hư chỗ nào, ví dụ như là lỗi 50 thì nó bị hư cụm dầu, 5 số 9 nó bị hư sensor ngay chỗ bộ phận sấy ha. Rồi những cái bộ phận khác, ví dụ như 590 là nó bị hư cái bộ phận ngay chỗ giữa cây đưa mực xuống ống mực hồi, mực mực thải. Thì chúng ta sẽ biết những cái bộ phận đó để làm chi, để khi mà chúng ta khi máy nó báo lỗi thì chúng ta sẽ nhận định được. Hoặc là nếu các bạn trong quá trình làm thì các bạn nên
dùng một cái cuốn cuốn vở hay cuốn tâm cuốn nhật ký gì đó các bạn viết lại, ví dụ à bữa nay máy nó bị lỗi như vậy thì có thể là mình sẽ hỏi ví dụ như lỗi SC505 là cái gì, thì mình sẽ biết à lỗi SC505 là hơi cuồng dầu, thì mình sẽ biết ở à, ngay đó chỗ đó là ngay cái cuồng dầu, rồi chúng ta sẽ tháo ra thì chúng ta coi nếu đúng cuồng dầu hết thì chúng ta bắt đầu thay thay cuồng dầu, mua cuồng dầu mới về ha. Nên những cái video trước mình có để nói rồi, khi các bạn ra làm thì các bạn nên tìm tòi học hỏi sửa chữa máy thì mình nghĩ các bạn sẽ dễ thành công hơn. Cái ngành nghề photo này nó không phải là sung, nó không không phải là sướng, và nó cũng không phải là làm là chúng ta rất là giàu, nhưng mà nó được cái là chúng ta làm cho mình rồi chúng ta sẽ có thời gian, nếu mà các bạn mệt thì các bạn nghỉ. Thì mình nghĩ khi mà các bạn làm mình làm cho mình thì chắc chắn nó sẽ làm tốt hơn là các bạn làm cho người ta, thì chắc chắn một điều rồi, tại lúc trước mình đã đi làm ở những cái cơ quan rồi thì mình biết là khi mà mình làm ở những cái giờ giấc nhất định thì lương nhất định thì mình cũng làm công việc cũng nó cũng chỉ có tầm nhất định thôi, chứ không không phải chỉ cố gắng. Còn nếu mà các bạn đã mở tiệm ra rồi các bạn không cố gắng thì các bạn sẽ thất bại. Do đó là chúng ta cứ luôn luôn cố gắng, chúng ta luôn luôn cố gắng, mà trong đó một phần cố gắng đó là các bạn phải cố gắng làm sao các bạn sửa máy thì mới thành công được. Nếu không thì nó chắc chắn nó sẽ rất là dễ dễ bị nó chứng như là nếu các bạn làm nhiều tiền đi mà các bạn không có biết cách sửa máy thì các bạn kêu thợ tới thì tốn rất là nhiều tiền, thì khi đó các bạn sẽ thấy lay quay làm hoài mà không thấy tiền thì các bạn sẽ chán nản và các bạn sẽ không làm nữa đâu đó. Thì các bạn biết là khi mà nếu các bạn mở máy ra thì các bạn ví dụ như những cái máy này nó hư hàng loạt hết 2-3 cái thì các bạn sẽ biết, nếu các bạn biết biết sửa thì các bạn nói thôi đặt đồ về trong vòng một buổi thì mình sẽ bỏ thời gian ra một ngày nghỉ nào đó, ví dụ thứ bảy thứ nhật thì mình có thể xử lý hết được hai cái máy này và chúng ta sẽ xử lý công việc thôi ha. Thì hy vọng là khi mà các bạn trẻ, các bạn mới mở máy ra thì các bạn sẽ cố gắng, các bạn cứ học hỏi về cách sửa máy. Có thể là các anh chị lên cái trang của mình, các anh chị coi những hết tất cả cái video, thì trong tất cả cái video hầu như là mình chia sẻ cũng rất là nhiều cái video về cái việc khắc phục máy này và khắc phục máy photo. Và cũng rất là tiếc là mình chỉ có hồi đó giờ mình chỉ sử dụng cái dòng Ricoh thôi, là mình chỉ biết chia sẻ những về cái dòng Ricoh thôi, còn tất cả những cái dòng máy khác thì mình không thể nào mà chia sẻ tất cả các anh chị được. Nhưng mà nó theo mà các anh chị hiểu cái nguyên lý của nó thì chắc chắn các anh chị sẽ biết được nguyên nhân. Ví dụ trong trong máy photo nó chỉ có bốn bộ phận thôi: bộ phận đảo, bộ phận sấy, bộ phận từ mực với là bộ phận rum. Thì nó chủ yếu cấu tạo của bốn cái chức năng đó, thì mỗi cái chức năng nó, mỗi cái máy, mỗi cái công ty, mỗi cái thương hiệu nó sẽ cho ra những cái cấu tạo máy nó hơi khác nhau một chút, nhưng mà hình thức của nó thì mình nghĩ nó cũng giống như vậy. Do đó các bạn, các chị cứ dựa vào đó các anh chị làm ha, các chị làm. Còn các anh chị nói về cái máy đây, các anh chị thấy về đây là hai cái máy info của mình ha. Hai máy in phụ của mình mà bây giờ mình không có sử dụng nữa. Cái máy này lúc trước thì nó in, cái này nó cũng lâu rồi, cái đầu phun nó cũng bắt đầu nó xuống, thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó in bị đứt nét. Đứt nét là như ví dụ trong 6 dãy mực thì nó sẽ có một cái dãy vậy, nó đứt 1-2 nét thôi, nhưng mà nó in nó vẫn không được. Nhưng mà từ ngày mua cái máy là Z80DN về thì mình không sử dụng nữa. Còn đây là cái máy T50 thì mình bỏ lâu rồi. Cái này nói chung là hoàn toàn tương đối, và các bạn thấy cái dàn máy mới còn cứng luôn, không có gì hết. Nhưng mà mình không thích cái chỗ cái con này, là lý do là mình lúc trước mình mua hơi vội nên là mình sử dụng cái con chip mực. Ở đây nó có con chip mực nữa, mình tháo ra đây. Tại cái máy sử dụng chip mực nó rất là khó cho tất cả các bạn này. Đối với các bạn in số lượng ít thì nó sẽ đáp ứng tốt nha. Nhưng mà khi mà các bạn mà in số lượng nhiều, ví dụ trong quá trình các bạn in ví dụ như cái mực nó còn khúc này nữa, bây giờ nếu mà sử dụng chip mực thì các bạn phải sử dụng hết cái đó, khi mà nào nó báo hết mực rồi các bạn mới tới, với các bạn mới liền chip lại, mới liền chip nó mới đưa mực vào đầu phun. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái dòng sau này, mà cái dòng mà phần mềm tự đưa đầu phun, tức là cái phần mềm nó sẽ được cài trên máy, khi mà các bạn vào trong cái phần mềm đó các bạn sẽ thấy được cái mức độ mực của đầu phun này nó như thế nào, các bạn đưa mực vào đầu phun và các bạn chúng ta tiến hành in thôi. Cái đó là giữa hai cái là rất là khác biệt ha. Nên mình nghĩ khi tất cả các anh chị mà mua cái, đặc biệt là cái máy in phun mà mình cũng tất cả những cái video trước mình làm đều mình có khuyên tất cả các anh chị là sử mua những cái máy nào mà nó có chức năng, nó có cái phần mềm đưa đầu phun vào, đưa mực vào đầu phun vào, thì nó sẽ dễ dàng làm việc hơn là chúng ta sử dụng chip mực ha. Nên là nếu sau này mà các anh chị đang có hướng mua thì các anh chị nên hỏi trực tiếp luôn. Mà mình thấy là bây giờ những cái dòng này, hiện tại bây giờ là cái này là mình đang sử dụng cái con 1430 này. 1430 này nó đã nâng cấp lên L800, thì bây giờ các bạn sử dụng luôn cái phiên bản lên L800 hoặc L1805 gì đó. Còn đối với máy A4 thì các bạn nên sử dụng cái dòng Epson L805.
thì mình thấy rằng những cái dòng đó bây giờ hiện tại nó đang là nó có cái bộ phận phần mềm đưa chiếc mực vào, đưa đưa mực vào là phun, thì mình nghĩ nó cũng sẽ hợp lý cho các bạn làm hơn, và nó dễ dàng cho tất cả các bạn hơn, và đặc biệt là những bạn mới. Nên do đó là mình nghĩ là trong quá trình làm thì chắc chắn ai cũng sẽ có kinh nghiệm, ví dụ như mình đi trước, mình làm trước, cũng có thể có những anh chị đã làm hơn mình rất là nhiều, cũng mười mấy năm trong nghề, thì trong quá trình làm thì mình biết những gì mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Cũng rất cảm ơn các bạn đã có yêu quý cái kênh Bado Official này, và cũng đã có những cái sự ủng hộ, cũng có là có sự ủng hộ về cái phản biện về cho kênh này, thì mình thấy cũng rất là vui khi được chia sẻ những cái kiến thức của mình và giúp được cho tất cả các bạn. Thì ở đó là nếu mà trong quá trình làm mà các bạn có cái vấn đề gì thì mình nghĩ là các bạn nên gọi số Zalo cho mình, hoặc là các bạn sẽ gọi sẽ chụp hình gửi Zalo thì nó sẽ dễ dàng hơn là các bạn phải nhắn tin, thì nó hơi lâu, mình nghĩ nó như vậy. Tại vì trong các bạn biết là không quá trình làm thì không thể nào mà ngồi nhắn tin rất là lâu, ngồi rất là lâu, nên là mình hoặc là tối á, trừ trường hợp ví dụ như tối mà trên những cái bạn bình luận trên YouTube á, thì mình sẽ lên YouTube mình trả lời lại. Còn nếu các bạn nào gọi Zalo cho mình thì mình sẽ gọi trả lời trực tiếp ngay, tại vì trong đó khi có thể là Zalo nó sẽ thực dụng hơn trong quá trình mình làm việc. Rồi đó là một số cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thật ra cũng chả ở đâu cũng ngày nay máy móc bị hư nhiều cũng hơi buồn, đó là đây nè, đây còn cái nè, các bạn thấy đây là cái máy. Bây giờ nó đang chạy nhưng mà lúc trước nó còn, mình ở trên kia nó có một cái ổ SSD nè. Ổ SSD là chỉ chạy Win thôi, còn cái ổ dữ liệu á thì hồi chiều qua tính làm dựng một hai video cho các bạn coi nhưng mà nó bị hư mất. Nó bị hư rồi mấy cái dữ liệu đó không biết có cứu được không, đang nhờ bạn mình, bạn mình làm bên công ty vi tính đó, hoặc là các bạn lên cái chỗ công ty qtcshop.com thì nó có bán đầy đủ hết. Thì đó nhờ bạn mình cho nó cứu lại dữ liệu. Hy vọng nó sẽ cứu được là phần mềm dữ liệu đa số tất cả phần mềm mà đang cái đồ của khách hàng đang nằm trong đó đó. Đang nằm trong đó thì bây giờ chắc không phải thay lại cái ổ SSD kia. Nếu mà ổ SSD kia thì bán hiện tại bây giờ nó nếu mà mua lại thì cũng mắc hết mấy trăm ngàn ha. Cũng nói chung làm theo các bạn thấy không? Mỗi lần máy hư là tốn cả trăm cái triệu không, chứ đâu phải là chuyện ít đâu. Nên giờ đó là các bạn cốt lõi chủ yếu sao là khi mà các bạn mở tiệm ra có thể các bạn phải làm 200% sức lực để đó các bạn mới phát triển được. Cái đó là một phần chút chia sẻ cho vui thôi cho các bạn ha. Hy vọng nó cũng có được những cái thông tin hữu ích qua cái video này cho tất cả các bạn mới. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau ha. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng khá là đạt. Bye bye.